Chào thầy và các bạn, hôm nay em xin trình bày về video số 2. Em tên là Nguyễn Minh Kha, học lớp sáng thứ bảy. Video thứ hai mang chủ đề là điều khiển 32 led đơn chạy 5 kiểu khác nhau, dùng nút up và down để chuyển kiểu chạy ngay lập tức. Sau đây là mặt phần cứng em đã chuẩn bị từ trước. Module 32 led đơn thì trong video số 1 thì mình đã trình bày rất rõ, và sang video này thì mình sẽ thêm vào những nút nhấn vào bọt B. Thì khi không có nhấn nút thì tín hiệu 1 sẽ vào bọt B, khi nhấn nút thì mức 0 sẽ được đưa vào bọt B. Sau đây là phần code để mô phỏng bài 5 kiểu chạy khác nhau dùng nút up và nút down. Đây là khai báo thư viện ban đầu do con bích 4550. Các biến ban đầu là biến đếm sẽ khai báo đầu tiên nó là bằng 1. Đầu tiên với nút nhấn thì mình sẽ chống dội cho nút nhấn. Khi được nhấn nút thì mình sẽ delay 20 ms giây để chống dội cho nút nhấn, và nếu nhấn nút một lần nữa thì biến đếm sẽ tăng lên 1. Do có 5 chương trình khác nhau thì em sẽ đặt chương trình theo cái biến đếm này. Đếm sẽ được chạy từ 1 đến 5, tương ứng với chương trình từ 1 đến 5. Ban đầu thì đếm bằng 1 thì sẽ chạy chương trình đầu tiên là chớp tắt 32 led. Quay lại phần chống dội nút nhấn. Khi chống dội nút nhấn thì mình sẽ viết một chương trình ở trong nút nhấn. Khi nhấn nút up thì đếm sẽ tăng lên 1. Và khi nhấn nút down thì đếm sẽ giảm đi 1. Do có 5 chương trình khác nhau nên khi đếm nó lớn hơn 5, tức là đếm bằng 6, thì mình sẽ cho đếm nó bằng 5 để chạy chương trình thứ 5. Tương tự, nếu đếm nó nhỏ hơn 1, tức là đếm bằng 0, thì mình sẽ cho đếm bằng 1 để chạy chương trình đầu tiên. Thì mình sẽ có 5 chương trình chạy là chớp tắt 32 led, sáng dần từ phải sang trái, sáng dần từ trái sang phải, sáng dần từ ngoài vào trong, và sáng dần từ trong ra ngoài. Trong chương trình chính thì mình khai báo gọi cái hàm set up bot IC chốt là trong thư viện có sẵn. Khai báo bot B là không biết FF để ngõ vào trong bot B là cái nút nhấn này, là ngõ vào là bước 1. Khai báo ban đầu giá trị đếm bằng 1 và dòng lập tuần hoàn while true. Nếu đếm bằng 1 thì sẽ chạy chương trình thứ nhất là chớp tắt 32 led. Tương tự đếm bằng 2, 3, 4, 5. Rồi mình sẽ quay lại lên trên. Đi với từng chương trình. Phần khó nhất của bài này tức là khi mình nhấn nút up và down thì chương trình nó sẽ dừng cái chương trình hiện tại nó đang chạy và nó chuyển ngay sang cái chương trình kế tiếp. Thì để làm được điều đó thì ban đầu là đếm bằng 1, thì em đã quy định đếm bằng 1 thì em sẽ chạy chương trình đầu tiên là chớp tắt 32 led. Đây là những câu lệnh để mô tả chớp tắt 32 led. Và sau khi chớp tắt 32 led thì trong mỗi vòng lặp while true thì em sẽ kiểm tra coi nút up và nút down nó có được nhấn hay không. Nếu nút up và nút down sẽ được nhấn thì đếm nó sẽ tăng lên 1. Ban đầu là chớp tắt 32 led là đếm bằng 1. Nếu trong mình chỉ trong mỗi vòng lặp thì nó sẽ kiểm tra nút up và nút down. Nếu nó được nhấn thì đếm sẽ tăng lên 1, tức là đếm bằng 2. Đếm bằng 2 thì if đếm nó khác 1 thì nó đúng. Nếu đúng thì nó sẽ rắc, thì nó sẽ thoát khỏi cái chương trình chớp tắt 32 led. Và lúc đó đếm nó bằng 2 thì nó sẽ chạy xuống chương trình là sáng dần từ phải sang trái mà em đã quy định trong phần chương trình chính của Omen. Rồi tiếp tục, khi đếm bằng 2 thì đây là những cái câu lệnh để
bắt đầu với chương trình sáng dần từ phải sang trái, nên rồi tắt xong rồi vô dòng lọc for. Ở đây là những câu lệnh dịch lép mà trong sách hay trong thư viện nó đều có sẵn. Thì trong mỗi vòng lặp for, trong trong mỗi lần lặp thì em cũng sẽ gọi cái hàm kiểm tra nút up và nút down coi được nhắn hay không. Nếu lúc nó được nhắn thì đếm với tăng lên 1. Nếu tăng lên 1 thì cái dòng lệnh if này nó đúng thì sẽ thực hiện cái dòng lệnh rắc để thoát khỏi vòng lặp for này. Lúc thì nó thoát khỏi vòng lặp for thì nó sẽ nhảy, lúc nó đếm bằng 3 thì nó sẽ nhảy sang chương trình sáng dần từ trái sang phải, thì lúc đó nó sẽ chỉ ngay lập tức. Rồi, tương tự sáng dần từ trái sang phải cũng vậy. Hồi nãy em có thiếu là nếu sang tới chương trình sáng dần từ trái sang phải thì lúc đó đếm nó bằng 3. Nếu nó không được nhấn thì nó sẽ lặp lặp đi lặp lại liên tục, và khi nó được nhấn thì đếm nó tăng lên 4, thì cái if thì cái dòng lệnh đếm nó khác 3 thì if này đúng thì nó sẽ hiện rắc. Rắc thì nó sẽ thoát ra dòng lặp for này, rồi nó chuyển tới dòng lặp for tiếp tiếp dưới đây. Lúc đó đếm nó bằng 4 thì cái dòng lệnh if đếm nó khác 3 đúng thì cũng thực hiện rắc để thoát ra dòng lặp for. Thì lúc đó sẽ thoát khỏi cái chương trình sáng dần từ trái sang phải, và lúc đó đếm nó bằng 4 thì sẽ thực hiện chương trình sáng dần từ ngoài vào trong. Tương tự nó cũng sẽ thực hiện chương trình sáng dần từ trong ra ngoài nếu mình nhấn nút up, còn nếu mình nhấn nút down thì mình sẽ giảm lại, giảm giá trị của đếm thì nó sẽ thực hiện đếm bằng bao nhiêu bằng chương trình nào thì mình đã quy định trong chương trình Boolean. Nếu đếm lúc đó nếu đếm bằng 5 thì mình nhấn một lần nữa thì đếm nó vẫn bằng 5, là do mình đã viết trong cái hàm kiểm tra nút up. Nếu đếm lớn 5 thì mình sẽ quy định đếm nó bằng 5 để chạy chương trình thứ 5, chứ không có giá trị đếm bằng 6. Và sau đây em sẽ mô phỏng trên mặt bằng cứng. Mở chương trình video số 2. Ban đầu thì 8 led nó sẽ chớp tắt, là do mình đã quy định đếm bằng 1 là sẽ chạy chương trình đầu tiên là chớp tắt 3 led. Khi nhấn nút up thì nó sẽ chạy chương trình thứ hai là sáng dần từ phải sang trái. Nó đưa vào trong dòng lặp while true nên nó sẽ chạy liên tục. Đến khi trong quá trình nó đang chạy thì mình nhấn nút up nữa thì nó sẽ chuyển ngay sang chương trình thứ ba, là sáng dần từ trái sang phải. Nên trong lúc này nếu mình nhấn nút down thì nó sẽ lui về cái chương trình sáng dần từ phải sang trái. Rồi mình nhấn nút up nó sẽ chạy chương trình sáng dần từ trái sang phải. Nhấn một lần nữa thì nó sẽ ngắt ngay cái chương trình đang chạy từ trái sang phải, chạy chương trình thứ tư. Nhấn một lần nữa sẽ chạy chương trình thứ năm. Nếu mình nhấn một lần nữa thì nó vẫn chạy chương trình số 5, tại vì nãy mình đã quy định nếu if nếu đếm nó lớn hơn 5 thì đếm nó bằng 5. Rồi đây nút up nút down lui về. Lui giá trị đếm về. Giờ đếm bằng 1, nhấn up nữa thì đếm cũng bằng 1. Cảm ơn thầy và các bạn đã chú ý theo dõi. Phần trình bày của em đến đây là hết.